Chào các anh chị và các bạn, trong những ngày cuối cùng của năm Quý Mão và chuẩn bị chào đón năm Giáp Thìn 2024, thay mặt Học viện Vietstem xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới quý khách hàng, các đơn vị đối tác đã luôn tin tưởng, ủng hộ và đồng hành cùng Vietstem. Cảm ơn tập thể cán bộ, nhân viên, giảng viên đã luôn cố gắng và cống hiến cho Vietstem trong suốt chặng đường vừa qua. Chúc mừng năm mới, Học viện Vietstem chúc các anh chị đón một mùa xuân thật ấm áp bên gia đình, luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Happy New Year!